Thực hiện chủ trương của Chính phủ về các giải pháp đảm bảo công tác an sinh xã hội trong tình hình dịch bệnh, từ ngày 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Đến nay thì nhóm đối tượng đặc thù của thành phố gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đã được chi trả hỗ trợ. Để hiểu rõ hơn về các nhóm đối tượng thụ hưởng và thủ tục hành chính trong đợt này, phóng viên Đà Nẵng TV có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố. Thưa ông, triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19, thì đến nay thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho những đối tượng cụ thể nào thưa ông? Nghị quyết 68 và cái quyết định 23 của Chính phủ gồm có 11 nhóm đối tượng, và trong đó có một cái nhóm đối tượng đặc thù thì tùy vào các địa phương mà có thể triển khai. Thì đối với thành phố Đà Nẵng, cái nhóm đối tượng đặc thù thì là cái nhóm mà lao động tự do không có giao kết. Thì trong đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng đã quyết định và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã triển khai 5 cái nhóm. Nhóm thứ nhất đó là giáo viên và nhân viên của các trường mầm non tư thục. Nhóm thứ hai ấy, đó là nhân viên và bảo mẫu của các nhóm trẻ gia đình. Nhóm thứ ba là lao động tại các khu điểm du lịch. Nhóm thứ tư đó là lái xe, phụ xe các tuyến cố định của thành phố, taxi, hợp đồng lái xe dưới 9 chỗ ngồi. Và nhóm thứ năm là nhóm bán vé số. So với gói hỗ trợ trước thì gói hỗ trợ đợt này các thủ tục hành chính sẽ được rút gọn như thế nào thưa ông? Thì đối với nghị quyết 68 và cái quyết định mà 23 ấy, thì nhìn chung lần này là nó rõ ràng hơn về cả đối tượng, về cả cái mức chi. Và trong đó là cái nghị quyết cũng như cái quyết định này thì như một cái kế hoạch triển khai. Cho nên là xuống cơ sở cũng như là xuống các doanh nghiệp thì rất dễ để tiến hành mà tổ chức thực hiện. Đối với nhóm đối tượng lao động tự do thì các thủ tục hành chính cũng như việc rà soát lập danh sách sẽ được tiến hành như thế nào để người dân nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ trong thời gian này thưa ông? Đối với các lao động tự do mà hiện nay là đối với quận, huyện, xã, phường đang triển khai thì có cái cắt giảm thủ tục so với năm 2020, đó là không phải niêm yết 5 ngày tại Ủy ban Nhân dân xã, phường về cái danh sách mà được hỗ trợ. Rồi cái một việc nữa là cái đơn thì nó đơn giản hơn. Và trong đó thì một việc thứ ba là chúng tôi yêu cầu tất cả các quận, huyện, xã, phường đối tượng nào rõ rồi thì tiến hành lập danh sách và gửi danh sách đó về website thông tin điện tử để chuyển cho Sở Lao động Thương binh Xã hội. Còn cái danh sách mà đóng dấu ấy thì chuyển bưu điện xong. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và ra cái quyết định phê duyệt. Và trong kế hoạch 135 ấy, những cái đối tượng này thì tới 31 tháng 8 năm 2021 thì hoàn thành. Nhưng tuy nhiên Thường trực Thành ủy cũng như Ủy ban Nhân dân yêu cầu các quận huyện là ngày 5 tháng 8 năm 2021 thì hoàn thành. Hiện nay mặc dù phòng chống dịch Covid ở dưới đó rất là vất vả, nhưng mà các quận, huyện, xã, phường, các tổ Covid và tổ trưởng dân phố cũng đã đi tuyên truyền để cho tất cả những cái lao động này viết đơn và lập danh sách ở các địa phương. Như vậy là sẽ tiến hành chi trả ngay khi xong đầu tuần tới. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn.